Quý xin chào mọi người nha. Thì trong video này em Quý sẽ di chuyển từ cái nút giao DT720 và đi đến cái nút giao kế tiếp là cái nút giao quốc lộ 55 nha mọi người nha. Thì vừa qua có rất là nhiều cô chú anh chị đang quan tâm về nút giao quốc lộ 55 nha mọi người. Đó thì hôm nay em Quý sẽ giải đáp cũng như là trả lời cho cô chú anh chị bằng một video thực tế nha. Đó cho nên em Quý đã làm là làm bằng video thực tế đó mọi người, không bao giờ cắt ghép dàn dựng gì mọi người nha. Hiện tại em Quý đang di chuyển từ cái hướng đi Dầu Dây mà đi ra tới nút giao quốc lộ 55 nha mọi người nha. Đây mọi người, mình cùng xem lại là cái tuyến cao tốc này hiện tại là Quý thấy vẫn có nhiều công độ đang thi công lỡ dở của chú anh chị ha. Bởi vậy cho nên cô chú anh chị có di chuyển trên cao tốc Dầu Dây về Phan Thiết và trong thời gian này thì mọi người nên di chuyển chậm qua những cái khúc mà có anh em công nhân đang thi công nha mọi người, để đảm bảo an toàn cho anh em công nhân nha. Bởi vậy cho nên Quý nghĩ tuyến cao tốc Dầu Dây về Phan Thiết là sẽ cần rất là nhiều thời gian để mà có thể hoàn thiện 100% đó cô chú anh chị. Đó hiện tại là sẽ xây lắp trạm dừng chân nè, cũng như là lắp tất cả các thiết bị camera phạt nguội và tất cả biển báo còn lại, thì cũng như là đường dân sinh nè, Quý nghĩ còn rất là nhiều mọi người. Trong thời gian tới có thể là cuối năm có thể là hoàn thiện đó mọi người. Đó chứ không thể hoàn thiện trong tích tắc một số một chiều được cô chú anh chị ha. Đó mọi người thấy không? Trước mặt của chú anh chị là những cái xe cẩu nè, đó những xe đang thi công những công đoạn cuối cùng về cái hàng rào bên phải của chú anh chị. Một vài đoạn đang lỡ dở cho nên là anh em công nhân phải thi công cho hoàn tất mọi người ha. Thì nếu mình đi từ hướng Dầu Dây về Phan Thiết là khi mà di chuyển tới nút giao quốc lộ 55 thì trước mặt của chú anh chị đây là một cái đỉnh núi đầu tiên được sỉ đồng đô để làm đường cao tốc nha cô chú anh chị. Đó cái đỉnh núi này mình nhìn từ xa thì thấy cũng rất là lớn mọi người ha, rất là hoành tráng luôn cô chú anh chị. Đó Quý quay từ bên phải qua nào mọi người. Đó mình di chuyển từ qua nha. Đó mọi người thấy không, đỉnh núi cũng rất là cao nha. Đó mình phải công nhận là các kỹ thuật cũng như anh em công nhân giỏi của chú chị ha. Thì trong video này là em Quý đang đi vào buổi sáng sớm của chú chị, tầm khoảng 7 giờ rưỡi nha. Cho nên là cái video buổi sáng trời âm u, nếu có thiếu ánh sáng của chú chị xem thì cũng thông cảm cho em Quý nha. Đó đây là mọi người, Quý quay cho mọi người xem nha. Đó trước mặt của chú anh chị là đoạn núi rất là cao nè, mà được cắt xỉ đồng đô để làm đường cao tốc của chú anh chị, cũng rất là hoành tráng như là đoạn đường Phan Thiết Vĩnh Hảo mọi người nha. Đó rất là nhiều đá núi treo leo và kế bên đường thì họ đã kè bằng những cái đá lô ca, sau đó là dùng lưới kẽm 40 đó bọc lại rất là chắc chắn chú anh chị để tránh sạt lở trong mùa mưa cũng như thiên tai mọi người nha. Rất là ok, chắn đẹp luôn cô chú chị ơi. Đoạn đường cao tốc Dầu Dây về Phan Thiết thì có rất là nhiều cây cầu được bắc ngang, nhưng mà đa số có một vài cây cầu không phải là đường để dẫn lên nha mọi người, mà những cây cầu vừa rồi là để nối đôi đường dân sinh cho coi dân cư đi qua lại dễ dàng hơn mọi người ha. Thì không có lối lên lối xuống nha cô chú anh chị. Đó thì khi mình di chuyển đến đây thì Quý thấy là cũng rất là gần tới nút giao quốc lộ 55 rồi cô chú anh chị ơi, thì khoảng gần cũng vài cây số nữa thôi mọi người. Thì cô chú anh chị đang xem video của Quý và có thắc mắc về những cái nút giao nào hay những đoạn đường nào trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng như là Phan Thiết Vĩnh Hảo thì cô chú anh chị có thể là để bình luận bên dưới, thì từ từ Quý sẽ trả lời tất cả bình luận của chú anh chị nha, trong thời gian sớm nhất cho mọi người. Thì nhiều lúc cô chú anh chị đang bình luận trên video thì Quý lúc đó Quý đang chạy xe chở khách nè, hoặc là Quý đang quay video á, cho nên Quý không có trả lời cô chú anh chị kịp, thì mọi người cũng thông cảm cho em Quý nha. Không sao cô chú anh chị, từ từ Quý sẽ trả lời hết nha cô chú chị nha. Đó đôi lúc có những bình luận của cô chú anh chị rất là tích cực, rất là hữu ích, Quý sẽ ghi bình luận lên trên video. Thì thường là những bình luận mà Quý ghi trên video á là Quý thấy những bình luận đó rất là hay, hữu ích, có lợi, có tốt cho cô chú anh chị đang xem video, cho nên Quý mới ghi nha mọi người nha. Đó vậy cho nên tất cả cô chú anh chị đang xem video của Quý, ai có thông tin mới nhất về tuyến cao tốc Dầu Dây về Phan Thiết hoặc là Phan Thiết Vĩnh Hảo thì cô chú anh chị có thể ghi bình luận bên dưới để mình cùng giao lưu nha mọi người. Đây trước mặt cô chú anh chị đây là biển hướng dẫn là nút giao quốc lộ 55, chỉ còn 2 km nha mọi người. Đó là nhân vật chính trong video này nha. Mọi người để ý nè, đó cái biển vừa rồi là tốc độ 80 và gạch chéo đó là hết tốc độ 80, mình có thể di chuyển với tốc độ 120 km nha mọi người nha. Thì trong thời gian qua là có rất là nhiều cô chú anh chị cũng bình luận trên kênh của Quý là tại sao tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây là tốc độ tối đa là 120 km mà tại sao có những đoạn đường lại cắm biển là 60, 80, 90, 100.
thì quý xin nhắc lại là cái tuyến cao tốc này có những đoạn đường họ đang thi công đó cô chú anh chị, cho nên là họ cấm những cái biển đó để giảm tốc độ an toàn của chú anh chị ha, cho những anh em công nhân đang thi công đó mọi người. Đây trước mặt cô chú anh chị đây là biển báo lại hướng dẫn là nút giao quốc lộ 55 chỉ còn 1 km cho mọi người nha. Rồi khi mình tới cái nút giao này mình sẽ rẽ phải là sẽ ra Hàm Tân, hoặc là mình quay ngược lại lên cầu thì có thể là ra lên hướng Tánh Lê Đức Linh vẫn được nha mọi người. Tới đây thì mình thấy một cái biển hướng dẫn là của chú anh chị, quốc lộ 55 1 km, 3 bào 28 km. 3 bào là cái đoạn ngay chỗ gần nút giao cây số 14 xã Hàm Kiệm, hướng rẽ ra đi về Phan Thiết đó của chú anh chị. Tới rồi mọi người, đây là cái nút giao quốc lộ 55 là của chú anh chị. Để quý tới quý sẽ quay chậm cho mọi người xem nha. Đó, hiện tại thì quý thấy là cái nút giao này vẫn còn thi công lỡ dở, nhưng mà vẫn có lối đi lên nó khả quan hơn là cái nút giao 720 của chú anh chị ha. Đó, có hướng mũi tên đi phải nè. Cô chú anh chị là muốn ra nút giao này thì mình sẽ đi phải vào đây của chú anh chị. Đó, quý quay chậm nè mọi người. Đó, mọi người thấy ha. Thì cái nút giao này đã trải nhựa cũng như là có lối lên xuống, có kẻ hàng rào rất là ok rồi cô chú anh chị ơi. Đây nè mọi người, ngay chiếc xe cút bên tay phải này cô chú anh chị. Đó mọi người thấy ha, có một chiếc xe cút nhỏ nè, họ đang thi công những cái đoạn cuối nè, nhưng mà vẫn chưa một cái khoảng trống rất là rộng, mình có thể là di chuyển lên luôn nha. Ok nha, huyện Hàm Tân Phan Thiết nè. Cả nhà lưu ý là ngay cái biển đỏ có một cái gạch chéo rẽ phải nè mọi người. Đây là có một cái biển hướng dẫn luôn của chú chị, là cái làng mình đang đi từ hướng quốc lộ 55, mình muốn vào cao tốc Dầu Dây về Phan Thiết thì mình sẽ ra đây của chú chị nha. Đó, cái đoạn này nè mọi người, nó sẽ có cái lối dẫn, mọi người quan sát rõ nha của chú chị nha. Đó, nó có cái lối dẫn mình có thể mình di chuyển vào cao tốc Dầu Dây mình đi về Phan Thiết nha của chú chị. Thì cái nút giao này nó giống như là cái nút giao của DT720 đó mọi người, là nó có cái nút giao rẽ phải để mình đi lên quốc lộ 55, cũng như là đi tới một đoạn khoảng 30 m nó sẽ có một cái lối vào để mình đi từ hướng quốc lộ 55 mình xuống cao tốc để đi về Phan Thiết nha mọi người. Đó, cho nên cô chú anh chị xem video của quý để ý nha. Do cái tuyến cao tốc này là tốc độ 120 km/h và tối thiểu là 60 thì em quý phải chạy ít nhất là 60, nhưng mà quý cho quý quay chậm lại, mọi người không xem kỹ cho nên cứ nghĩ là chỉ có một cái lối dẫn để mình lên cái nút giao quốc lộ 55, chứ không thấy cái lối xuống là ngược lại là từ quốc lộ 55 để mình xuống cao tốc đi hướng từ Dầu Dây về Phan Thiết. Là quý xin nói lại là có hết nha mọi người nha, lên xuống đều có hết cô chú anh chị, đã một cái nút giao là tất cả cái lối lên xuống đều có hết nha mọi người, cứ yên tâm nha. Mọi người cứ xem kỹ lại video của quý thì sẽ thấy rất là rõ nha mọi người. Rồi, giờ quý quay mời mọi người xem tiếp video của quý một đoạn đường dài để xem là cái công trình cũng như là cái tiến độ của cao tốc đi hướng từ Dầu Dây về Phan Thiết nó sẽ như thế nào nha mọi người. Thank you.
Đó, hiện tại thì tuyến đường cao tốc Dầu Dây về Phan Thiết thì đường rất là đẹp rồi mọi người ơi, mọi người có thể là di chuyển thoải mái nha. Nếu mà di chuyển từ cái ngay nút giao của Dầu Dây mà đi về tới Phan Thiết chạy tốc độ 100 km/h thì thời gian là 1 tiếng nha cô chú anh chị, 60 phút nha. Đó thì em Quý đã trải nghiệm qua rồi thì em Quý chia sẻ với cô chú anh chị ha. Còn mọi người muốn đi nhanh đi chậm thì tùy ha. Còn cô chú anh chị đi từ cái nút giao của cây số 14 là xã Hàm Kỳ Hàm Hàm Thuận Nam mà mình di chuyển tới cuối cái nút giao của cao tốc Vĩnh Hảo là ngay nút giao huyện Tuy Phong. Thì nếu cô chú anh chị đi với tốc độ là 80 km/h thì nó sẽ chiếm thời gian khoảng 1 tiếng rưỡi nha mọi người. Bởi vì cái tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì tốc độ tối đa chỉ 80 thôi nha. Đó mình đi đúng 80 thì nó sẽ chiếm thời gian là 1 tiếng 30 phút nha cô chú anh chị, nó sẽ dài hơn một chút ha. Bởi vì cây số nó bằng nhau nhưng mà tốc độ nó sẽ chạy chậm hơn thì thời gian nó sẽ kéo dài hơn cô chú anh chị ơi. Thì video đến đây cũng hơi dài cho nên em Quý xin kết thúc tại đây nha. Cô chú anh chị có thắc mắc về những cái câu hỏi về những cái nút giao nào cũng như tuyến đường nào thì cô chú anh chị có thể để bình luận bên dưới cùng giao lưu và cùng chia sẻ với em Quý nha. Quý mời mọi người được cùng đón xem video kế tiếp của em Quý sẽ chia sẻ với cô chú anh chị nha. Cuối cùng thì cô chú anh chị cảm thấy yêu mến em Quý thì hãy cho em Quý một like và một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển hơn mọi người nha. Để Quý có động lực để chia sẻ với cô chú anh chị rất là nhiều video ý nghĩa nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào mọi người.